Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay là một tác phẩm rất hay của tác giả Đại Thụ có tựa đề là Đám cưới bị nguyền rủa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này của tác giả Đại Thụ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đèn lồng đỏ đung đưa ở trong gió, cô dâu trẻ trung xinh đẹp mặc áo gấm. Bên ngoài khoác áo tứ thân mệnh phục bằng gấm dệt hoa phượng trang trí hoa văn, họa tiết chim phượng hoàng. Phía dưới là quần lĩnh, chân đi đôi giày thêu, tóc cô dâu chải lật búi sau gáy, trên cổ quấn chuỗi hột vàng. Ai đến tham gia lễ cưới cũng phải tấm tất rằng nhà thống lý đã cưới cho con trai một cô dâu đẹp tuyệt trần. Tuy là vợ lẽ xuất thân nghèo hèn nhưng nhìn trang phục phú quý chừng kia không đủ thấy rằng cô dâu được nhà trai, nhà thống lý coi trọng đến nhường nào. Hơn nữa, tục lệ xưa nay thì cưới vợ lẽ vốn không cần phải làm lễ thân nghinh. Thế nhưng mà mọi người đoán rằng do cô dâu là con gái đẹp có tiếng trong làng Bát Đa nên chú rể mới yêu thích đến nỗi làm đủ lễ lục không thiếu một lễ nào. Còn hoành tráng hơn cả hồi cưới bà cả nữa. Nói đến đây thì bà con lối xóm không khỏi tấm tắc khen ngợi rằng cô dâu và gia đình thật tốt số khi được gả về nhà ông thống để làm lễ. Tuy vậy rất ít người biết được rằng sự tình thật ra không chỉ có như vậy. Mấy năm nay mùa màng thất bát, người dân làng Bát Đa và các làng xung quanh làm ăn cũng sa sút hẳn đi, cho nên gia đình của ông thống khó mà sống nhờ siêu thuế của người dân. Lại thêm các con dâu của ông thống lý đẻ cháu cho ông thì một là chết non, hai là đẻ ta, hai là đẻ ra toàn con gái. Ông thống lý và bà cả sốt ruột quá đành mời thầy Mo về xem cho. Thầy Mo bảo để nhà ông phạm phải điều dữ nên cần phải có chuyện vui để sung hỉ, để hóa giải sự xui xẻo này. Và thế là ông Lý sai người mua số lượng lớn chim nhạn để gửi đến các nhà có con gái chưa gả đi trong làng Bát Đa nhằm tìm gả cho con trai của ông thống lý một cô vợ lẽ. Theo tục lệ thì không thể làm lễ nạp thái với nhiều nhà gái một lúc. Nhưng mà đàn trai ở đây là nhà thống lý, cho nên dù không vui thì các gia đình cũng phải cắn răng mà nghe theo. Một số hộ phong phanh nghe được chút gió cho nên sắp xếp con gái của mình cưới những người phù hợp. Một số thậm chí còn liều lĩnh bắt rể làng bên vì họ lo sợ rằng con gái của mình sẽ bị nhà thống lý chọn trúng. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì làng Bát Đa này danh tiếng của nhà thống lý cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bản thân của ông ta ăn chơi đằng điếm đã đành, đến những đứa con dưới gối cũng không thua kém là bao. Con trai út của nhà thống mới 14 tuổi đã chơi được một đứa cháu cho ông ta. Cho đến bây giờ cậu chàng mới gần 20 mà đã có tới 4 cô vợ lẽ. Đàn ông thì có vài nàng hầu cũng là chuyện thường tình, nhưng mà điều đáng nói ở đây là những cô thiếp sống trong nhà thống lý bị đối xử còn không bằng kẻ hầu người hạ. Ít ra thì kẻ hầu còn có hy vọng chuộc thân, chứ đã là thiếp nhà ông thống lý thì sống là người của nhà thống lý, chết đi thì là ma của nhà ông ta, mãi mãi không có đường thoát. Những người đàn bà ấy ngoài nhiệm vụ sinh con đẻ cái nối dõi cho nhà, vốn đã đông đúc như nêm, thì từ sáng đến tối còn phải làm lụng cật lực. Gà chứ gái đã dậy đi sát lúa, đến chiều tối khi mà đàn gia súc đã nghỉ thì họ vẫn đang quần quật lo hầu hạ cánh đàn ông. Nhưng không phải gia đình nào cũng thương con. Thời ấy với những nhà nghèo trọng nam khinh nữ, họ chỉ muốn tiễn đứa con gái sớm chừng nào hay chừng ấy cho khỏi tốn cơm. Nếu được mối ngon thì họ còn có thể kiếm trác để dành cho đứa con trai lấy vợ. Về nhà ông Thông Đào là một gia đình như vậy. Ông Thông Đào có cô con gái cả vừa đẹp người lại đẹp nết. Không những có thể dệt vải còn đan được thúng tre rổ nứa để kiếm tiền. Vì nhà nghèo cho nên bố mẹ vài ra đồng săn bắt và làm ruộng suốt ngày. Bất đắc dĩ cô Đào trở thành người săn sóc bà đứa em thơ. Đảm đang xinh đẹp là vậy, nên chẳng bất ngờ khi trai làng Bát Đa và các làng xung quanh đều say mê cô nàng này. Bà cửa nhà ông Đào đã mòn hẳn đi từ ngày cô con gái tròn 14. Nhưng ông ta chưa từng hài lòng về một cậu trai nào. Vì ông cho rằng con gái của ông ta phải đáng giá hơn vậy. Ông muốn bán của con gái với một cái giá có lời cho một người có của ăn của để, chứ không phải là một thằng rẻ rách, đến đôi chim nhạn cũng không có.
Vì thế cho nên ngày đoàn nhà trai đến để làm lễ giảm ngõ, ông Thông Đào lệnh cho đứa con gái tức cô Đào phải vận hết vốn liếng mà ăn mặc chảy chuốt để bắt lấy ánh mắt con trai cả nhà ông thống lý. Có vậy thì con trai ông mới có cơ hội kiếm được cọc hôn sự tốt. Ông bắt đứa con gái phải tỏ ra ngoan hiền nết na để cho bà mối và nhà ông thống thấy rằng con gái của ông là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Sau cùng, dù không có một anh con trai nào nhà ông thống xuất hiện vào ngày chạm ngõ, nhưng ông Thông Đào cũng không tỏ ra thất vọng. Dù sao thì ông thống cũng làm lễ giảm ngõ với nhiều nhà một lúc. Thế thì chú rể phải phân thân ra làm bao nhiêu phần mới có thể đến được nhà các cô gái đây. Mặc dù đoàn nhà trai có vẻ không quá hài lòng với gia cảnh bần hàn của cô Đào, nhưng họ lại vui mừng ra mặt khi thấy cô Đào cả không những có dung mạo xinh đẹp mà từ dáng đi giọng nói cử chỉ cũng như là khả năng nấu nướng và quán xuyến việc gia đình đều hoàn hảo. Nếu không cần nhắc đến yếu tố tâm linh rằng số cô Đào có đủ tốt để mà sung hỉ không, thì chắc hẳn rằng họ sẽ chọn cô Đào ngay. Điều đó ông Thông Đào đọc được qua ánh mắt tán thưởng của nàng nhà trai. Vì nói cho cùng thì tuy không xử tốt với con gái cả này, nhưng ông lại rất nghiêm khắc dạy dỗ, với mong muốn cô ta có thể gả cho một chút rồi quay lại vun đắp cho nhà mẹ đẻ. Cô Đào cả ngược lại đã có người mình thầm thương, dù không muốn nghe theo lời của cha, nhưng bản thân cô cũng tự biết rằng mình không có tiếng nói trong ngôi nhà này, cho nên không thể phản kháng. Cô ta chỉ đành lập một kế hoạch bỏ trốn với người yêu, hoặc để mình mất đi cái quan trọng nhất của đời con gái. Vì cô nghĩ rằng chỉ có vậy thì thầy U mới không bắt mình nhảy vào địa ngục nữa. Cô Đào cả quen với anh Lý trong một lần đi hái rau trong rừng. Cô đang mải hái nấm thì bất chợt trượt chân ngã nhào. Đúng lúc này thì anh Lý đang chăn bò gần đó, thấy cô ngã đau thì tiến đến giúp đỡ. Và như mọi câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân khác họ yêu nhau. Dù anh Lý không tuấn tú, không cha không mẹ, lại còn đang làm thuê cho nhà thống lý, thì cô Đào cũng thực sự thương anh. Vì anh Lý đối xử với cô không phải vì vẻ bề ngoài như những kẻ khác. Anh Lý hứa với cô rằng anh sẽ kiếm tiền để chuộc thân, rồi đưa cô đi xa khỏi nơi chứa đầy ký ức đau đớn này. Bị ràng buộc bởi lý lẽ giáo điều cho nên anh Lý lúc đầu không đồng ý ăn cơm chức kẻng với cô Đào. Anh ta sợ rằng cô bị bán ra tán vào, tệ hơn là bỏ giỏ trôi sông nếu như mọi người biết chuyện đó. Vì suy cho cùng thì xã hội thời ấy thực sự khắc nghiệt với những phụ nữ, đặc biệt là những người có sắc đẹp như Đào. Nhưng rồi cô Đào đã thuyết phục anh Lý thành công bằng lý lẽ, nếu như còn trong trắng thì thầy sẽ không bao giờ gả em cho anh. Đêm đó là một đêm mưa gió bão bùng, cô Đào và anh cả Lý người chăn bò nhà ông thống lý quấn quýt nhau trong rừng. Tiếng mưa ngoài kia che đi tiếng hoan ái của đôi trai gái. Họ gần gũi với nhau như những người thân cận nhất, trao cho nhau những lời hứa, tưởng tượng về cuộc sống tương lai của cả hai người. Đôi uyên ương ngây thơ tưởng rằng từ đây họ sẽ không phải đối mặt với những u tối của cuộc đời nữa. Anh Lý có thể bỏ việc cho ông thống rồi đi kiếm nghề khác. Nghề gì cũng được, miễn rằng có thể vun đắp cho túp lều của hai người. Cô Đào cả thì có thể dệt vải đan đát kiếm tiền, có thể sinh cho anh Lý những đứa con bụ bẫm mà cô tự nhủ rằng sẽ yêu thương chúng nó đều như nhau. Nhưng họ đã nhầm. Cái ngày mà anh Lý đến xin cưới cô Đào cả vì hai bên đã nên duyên vợ chồng, ông Thông Đào phát điên lên khi biết dự định của mình có lẽ đổ sông đổ bể. Còn đĩ non này, ta nuôi mày không phải để mày phản bội ta như vậy. Mày có biết rằng mày được làm lẽ nhà thống lý là cơ hội duy nhất để thằng em của mày được lấy vợ không? Nhà này chưa đủ nghèo hay sao mà mày còn dám đu đưa với cái thằng Lý chăn bò kia hả? Mày được lắm. Ta sẽ nhốt mày trong phòng này cho đến khi mày thề không bao giờ gặp cái thằng trời đánh kia. Ta cũng sẽ không cho mày ăn uống bất cứ thứ gì. Đừng có nghĩ đến việc cầu xin u mày. Mày cầu ai ta sẽ đánh chết người đấy. Thầy, nếu mà thầy có muốn đánh, muốn mắng thì hãy chút lên con đi. Đào không có tội lỗi gì cả, tất cả là lỗi của con. Thằng chó, mày im miệng đi. Ai là thầy của mày? Mày ngủ với con đi kia một đêm mà đã dám gọi tao là thầy, để tao cho mày biết thế nào là thầy. Nên đoàn ông Thông Đào xông vào trong lấy khẩu súng săn tự chế. Ông nhắm thẳng vào anh Lý đang quỳ trên sàn nhà.
Mặt ông ta đỏ lựng, ria mép thì dựng đứng cả lên. Năm ông ta lúc này chẳng khác gì hung thần ác sát. Tao đếm từ 1 đến 3, mày không cút khỏi đây ngay thì mà ăn luôn viên đạn vào đầu, tao không đùa đâu. Cô Đào nghe vậy tái mặt, vội vàng nhào tới che chắn cho người yêu và đuổi anh Lý đi, kẻo thầy cô ta cáu lên sẽ bắn chết anh thật. Anh Lý cự tuyệt, nhưng nghĩ đến ông Thông Đào là kẻ máu liều có tiếng trong làng cho nên đành lùi đi. Ông Thông Đào nhốt đứa con gái lại, đánh cho cô ta một trận nhừ tử. Ông đe dọa cô Đào không được cho bất cứ ai biết chuyện hai người tàng tiểu, nếu không sẽ tự tay bắn chết anh Lý. Cô Đào cũng chỉ mới 16, cô vừa mất đi sự trong trắng của đời gái và đêm qua. Và hôm nay cô chuẩn bị mất đi người mình yêu, nếu cô không nhịn được mà phản kháng lại chính cha của mình. Thế cô Đào không còn dãy dụa, ông Thông Đào nhốt cô vào kho củi tối tăm bụi bặm. Cô Đào đã bị bỏ đói, mỗi ngày chỉ được đưa một chén nước con con như là cái chén rượu. Đến cả chỗ để giải quyết nhu cầu cũng không có, nên người cô vừa bẩn vừa hôi. Đến ngày thứ 3 không chịu nổi cái đói cái khát, cô Đào đành thề độc không liên quan gì đến anh Lý nữa, mới được bố cô thả ra. U của Đào xót lắm, bà ta cũng là phận đàn bà cho nên hiểu được những nỗi đau ấy. Con gái của bà tuy xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong gia đình nghèo, rồi còn coi con gái như một món hàng chờ ngày bán đi, là bất hạnh của nó cũng là lỗi của bà. Bà chỉ đành giấu thêm một ít thịt dưới đáy nồi để dành mang đến cho con đang thoi thóp, chứ cũng chẳng thể mở miệng xin chồng tha. Nếu bà cũng bị đánh bị nhốt, ai sẽ là người lo cho đứa con trai độc nhất của bà? 5 ngày sau, người làm nhà ông Thống Lý mang rượu chè và chầu cau đến các nhà mà họ đắt tặng chim nhạn để lấy ngày tháng năm sinh của các cô gái về cho thầy Mo. Nếu cô nào được thầy Mo chỉ điểm thì sẽ được nhà ông Thống chọn làm lẽ cho đứa con trai cả để xua đi vận đen. Thế vậy ông Thông Đào sững rơn cả người. Ông ta biết rằng con trai cả của nhà Thống Lý cực kỳ háo sắc nên chắc mầm rằng con gái của mình được chọn. Quả thần con trai của nhà Thống, tức là anh Tào, đã nhiều lần ve vãn, thậm chí muốn bức cô Đào cả về làm lẽ. May mắn rằng mỗi lần như vậy, cô lại trốn đi thật nhanh để anh ta chưa bao giờ thành công. Cô Đào tưởng mình đã thoát khỏi anh Tào, cô thấy kinh tởm hắn ta. Một người chỉ biết chơi bời đến hỏng thân mà còn luôn nhăm nhe những cô gái trẻ như hắn, đáng lẽ ra phải cho vào nhà lao từ lâu. Hắn ta mới ngoài 30 nhưng vì ăn chơi sa đọa cho nên trông chẳng khác gì đã tứ tuần. Cái đầu bị hói nặng, bụng thì phệ ra, môi thâm tím, răng vàng thì bị hút nha phiến. Hơn nữa bà cả nhà anh Tào thì nổi tiếng là cực kỳ ghê gớm. Chị ta đã mấy lần làm khó cô Đào vì chồng chị ta muốn đưa cô Đào về làm thiếp. Ai lại muốn chui đầu vào cái giỏ đấy chứ, cô Đào thả chết còn hơn. Nếu như bị đưa đến nhà Thống thì cuộc đời của Đào sẽ ra sao đây? Phải làm lụng vất vả, bị chính chồng của mình bạo hành, bị vợ cả đè đầu cưỡi cổ, phải chôn thây cả đời ở đó hay sao? Nếu sau này anh Tào biết cô không còn trinh nữ thì liệu rằng anh ta có giết chết cô không? Thầy cô Đào còn thậm chí dặn rằng nếu được con trai nhà Thống Lý chọn, hãy thủ sẵn một túi máu gà bên người. Thời lúc đằng trang hăng say thì giải một ít máu xuống giường để giả đò rằng mình vẫn còn trinh tiết. Nhưng mà đó đâu phải là cuộc sống của cô Đào mong muốn. Giấc mơ của cô luôn là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Chỉ cần anh Lý khổ đến mấy cô ta cũng chịu được. Cô ta yêu anh Lý thật lòng và anh Lý cũng vậy. Được làm lẽ của nhà ông Thống thì oai đấy. Thế nhưng mà cuộc sống không có tình yêu thì đâu khác gì địa ngục với cô gái trẻ chưa đầy đôi mươi. Cô Đào đã bị chọn. Ngày lễ nạp cát diễn ra, chồng cô không khác gì một con rối. Mặn sức người này người kia giày vò từ khi trời còn chưa sáng để che đi những vết bầm tím từ trận bạo hành đợt trước và để trông giống như một cô dâu xứng tầm với anh Tào. Trong lúc mơ màng, cô Đào nghe thấy các thím các mợ của cô ta nói một cách ghen tị rằng sinh lễ không chỉ có một buồng cau lớn, một mâm xôi gấc, vài chai rượu nếp mà còn có cả một con heo sữa và rất nhiều chả bánh. Vốn những lễ long trọng bậc này thì chỉ chuẩn bị cho dịp cưới vợ cả hoặc là con cái nhà giàu. Nhưng vì coi trọng cái sự hỷ mà cô Đào mang lại cho nên nhà ông Thống mới phải làm lớn đến như vậy. Tất nhiên ở thời điểm ấy thì dòng họ nhà cô Đào và bản thân cô chẳng biết gì về những toan tính của nhà Thống Lý.
họ vẫn đang nghĩ đơn giản rằng cậu cả yêu ái cô Đào vì sắc đẹp của cô. Về phần của thầy cô Đào thì ông đang phồng mũi vì nghĩ rằng nhà xui ra để mặt ông cho nên mới chuẩn bị lễ hậu hĩnh đến như vậy. Trông ông ta mừng ra mặt và háo hức như thể không đợi được đến ngày làm lễ thân nghinh để gả Quách đứa con gái cả đi. Các bà thím dắt cô Đào ra ngoài để gặp mặt đàn trai. Trông về phía người mà cô đang đầu áp tay gối mà nước mắt của cô như là rời đi. Năm anh Tào chẳng khác gì con heo sữa đang buộc đầy dây nơ đỏ mà nhà ông thống đem tới để làm lễ. Màu trắng của cái áo ngũ thân cũng không làm cho hắn ta trông tử tế hơn chút nào. Ánh mắt đói khát như là một kẻ săn mồi chỉ trực chờ xông đến, nghiến nát con mồi nhỏ bé của hắn, làm cho cô Đào kinh tởm đến mức muốn chết đi. Rồi cô chợt thấy anh Lý trong đội ngũ đến đưa sính lễ, trông anh vẫn như những ngày cuối mà hai người gặp nhau. Vẫn là một ánh mắt đầy thương yêu khi nhìn về phía cô Đào. Nhưng giờ đây lại có thêm một chút gì đó như không nỡ rời xa. Đáng ra phải tiến về cô phải là anh ta. Nhưng mà số phận đã đưa đẩy để cho người đứng trước mặt cô lại là người mà cô không muốn nhìn thấy. Đang thất thần nhìn anh Lý thì cô Đào bị em gái của mình véo vào cánh tay. Chị đang làm gì vậy chị cả? Anh rể nhìn chị mãi mà chị cứ nhìn đâu vậy? Thầy bảo hôm nay chúng ta phải chiều lòng nhà trai, không được làm cho họ phật lòng đâu. Cô Đào giật mình tỉnh lại. Nếu như có ai đó phát hiện ra rằng cô đang nhìn anh Lý thì cả hai sẽ phải gặp rắc rối. Cô đành phải nhìn chằm chằm xuống bó hoa đơn trắng trên tay. Mỉa mai thầy hoa dơn lại là loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết của nàng dâu và lời hứa hẹn cho ngày mai, cho cuộc sống hôn nhân được vui vẻ hạnh phúc viên mãn. Và cả hai điều đó cô Đào đều sẽ mãi mãi không bao giờ có được nếu bước chân vào cuộc hôn nhân của người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. Hôm nay là ngày diễn ra cả hai lễ nạp khăn và lễ nạp trưng, nên là hiện tại ông Thông Đào đang thay mặt nhà gái thách cưới nhà trai. Vốn ông ta không định đòi hỏi nhiều, chỉ cần một khoản đủ để cho con trai làm đám cưới là được. Nhưng mà số sính lễ kia lại làm cho ông ta nổi lên lòng tham. Ông ta hắng giọng rồi đòi một lúc nào là quần áo mớ ba mớ bảy, xà tích vòng xuyến hoa tai gạo và muối. Gạo và rượu, lượng lớn bạc trắng và rất nhiều tiền mặt mà không hề để ý đến việc con gái của mình sẽ bị nhà chồng làm khó ra sao nếu nhà mẹ đẻ đòi nhiều sính lễ đến vậy. Sắc mặt của ông Thống và bà cả vặn vẹo hẳn đi khi mà nghe thấy số sính lễ của nhà ông Thông Đào hỏi. Số sính lễ họ đem đến cho lễ nạp cát đã là quá để mặt gia đình cô Đào. Vậy mà nhà cô ta còn không biết xấu hổ mà trợn mắt đòi sính lễ cho lễ thân nghinh như vậy. Đúng là cái bọn khố rách áo ôm, bà cả thầm nghĩ. Chúng nghĩ rằng cô Đào có vài phần tư sắc mà dám lên mặt với nhà bà. Vậy thì bà sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ khi về nhà để làm lễ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, thế nhưng mà ngoài mặt bà ta vẫn tỏ ra vui vẻ mà đồng ý với điều kiện của nhà ông Thông Đào đưa ra. Vì chồng đã dặn rằng dù bất cứ giá nào cũng phải rước bằng được cô Đào về làm dâu. Thấy trong nhà trai đồng ý dứt khoát như vậy, ông Thông Đào còn tiếc nuối vì không đòi hỏi thêm sính lễ. Còn mọi người thì không khỏi tấm tắc rằng đúng là nhà quan có khác, cưới lẽ cho con trai mà cũng phải làm to đến độ vậy. Lúc này vợ chồng của ông Thống rốt cuộc cũng đã thấy thoải mái hơn, vì ít ra còn có được chút tiếng thơm để cứu vớt lại danh tiếng tệ hại xưa giờ của họ. Trước khi đàn nhà trai ra về thì anh chồng sắp cưới của cô Đào kéo cô ra một khóc thủ thỉ rằng anh ta không thể chờ được đến ngày rước cô về để hai người có thể ân ái một trận. Anh ta còn hứa ngon ngọt rằng sẽ không bạc đãi cô Đào, miễn là cô ngoan ngoãn nghe lời và sinh cho anh ta một đứa con trai nối dõi. Cô Đào nghe vậy thì chỉ muốn cào lên khuôn mặt của anh ta mấy nhát để xem rút quần ra mặt của anh ta dày cỡ nào mà có thể thốt lên những lời tởm lợm đó với cô. Cô Đào không để ý đến anh ta, đang giằng tay ra toan đi vào trong nhà thì bị anh ta kéo lại đè nghiến vào tường. Mì đang chơi trò lạt buộc mềm với cậu đấy hả? Được, cậu thích. Đúng là hàng hiếm có khác, cậu không thể đợi đến ngày được chơi mi rồi đấy. Cô Đào suýt nữa thì nôn ra. Anh ta là minh chứng cho một người có thể kinh tởm đến mức độ cô chỉ muốn giết anh ta ngay lập tức để không phải nghe những lời dâm dục bẩn thỉu đó nữa.
Cô Đào quyết đoán dùng chân huých nhẹ vào hạ bộ của anh Tào một phát, rồi chạy bắn đi, bỏ lại anh ta chửi đồng ở phía sau. Lễ nạp chân của cô Đào đã kết thúc như vậy, có lẽ nó cũng không quá tệ nếu như không có sự xuất hiện của anh Tào. Và bây giờ tất cả những gì cô Đào cần làm, theo như lời của thầy cô ta dặn, là chăm chút cho bản thân trong lúc chờ phía đàn trai quyết định ngày giờ làm lễ thân nghinh. Đã cũng là ngày hiếm hoi cô Đào được nghỉ ngơi thực sự. Từ khi sinh ra thì cô đã phải mang gánh nặng của đứa con gái cả, rằng phải thùy mị nết na, phải quen tay hay làm để phụ giúp gia đình và trông nom các em thơ. Chưa có một ngày nào cô ta được sống cho bản thân, sống cho tình yêu và cuộc đời. Cô Đào cảm tưởng bản thân của mình đang sống trong một cuộc đời vay mượn, và quả thật đến cả một cái tên thực sự cô cũng chẳng có. Đào là cái tên mà thầy cô, ông ta cứ tự nhiên mà gọi cô như vậy. Như thể cô ta là vật sở hữu của ông Thông Đào, và rằng ông ta có thể quyết định cuộc đời của cô ta nên sống thế nào. Đêm nào cô Đào cũng khóc thầm đến ướt cả gối, cầu xin cho hai đứa em gái nghe ngóng tin tức của anh Lý giúp mình, nhưng chúng đều từ chối. Một phần do ông Thông Đào đã đe dọa cả nhà rằng không ai được gặp hay nói chuyện với anh Lý. Một phần do chúng đều muốn chị gái cưới anh Tào để được hưởng những lợi ích mà cuộc hôn nhân này đem lại. Đến nước này thì cô Đào phải tự thích rằng cuộc đời của mình không khác gì là một trò đùa. Cha không thương mẹ có yêu, nhưng người bà ấy yêu nhất không phải cô mà là đứa con trai nối dõi. Hai đứa em gái có vẻ gắn bó nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ cô lúc cần thiết nhất. Và cuối cùng cậu em trai chỉ biết ăn chơi la cà và núp bóng bố mẹ. Khó khăn lắm mới tìm được người yêu mình thì cũng bị chia cắt bởi số phận nghiệt ngã. Chắc cuộc đời của cô chẳng thể nào tệ hơn, cô Đào tự giễu. Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày diễn ra lễ cưới của cô Đào và anh Tào. Ngày đẹp mà ông Thống quyết định là vừa giữa tháng 3 âm lịch. Có vẻ nhà ông Thống rất gấp gáp đón nàng dâu này, cho nên làm lễ thân nghinh diễn ra sau lễ nạp chân chưa tới một tháng. Nhà cô Đào tất bật chuẩn bị và đi vay mượn để làm của hồi môn cho đỡ mất mặt với gia đình xui ra. Còn cô Đào thì vẫn ngẩn ngơ như là mất hồn trong những ngày này. Đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, cô dâu trẻ trung xinh đẹp mặc áo gấm. Bên ngoài khoác áo tứ thân mệnh phục bằng gấm dệt hoa phượng trang trí hoa văn họa tiết chim phượng. Phía dưới là quần lĩnh, chân đi đôi giày thêu, tóc cô chải lật, búi sau gáy, trên cổ quấn một chuỗi hột vàng. Chú rể trông không mấy khôi ngô tuấn tú, nhưng lại rất chói lòa vì anh ta đeo trên người rất nhiều vàng bạc. Cộng thêm thân hình béo tốt cho nên quả thật, nom chẳng khác gì một bức tượng Di Lặc. Ngoài trừ gương mặt không được hiền hậu cho lắm, anh ta vẫn còn ghi thù cô Đào vì cú đá vào của quý lần trước, báo hại anh ta chẳng làm ăn được gì trong hẳn một tuần. Nhưng mà lễ nghĩ đến mình có thể trả thù bằng cách hành hạ cô Đào như thế nào ở trên giường, thì gã biến thái lại trở nên phấn kích tột độ. Trạng thái đó của anh ta trái ngược hoàn toàn với cô dâu, chồng chẳng vui cũng chẳng buồn ở bên cạnh. Cô như là một con rối bị anh ta kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn anh chàng háo sắc đần độn thì lại thích chí lắm khi mà tưởng rằng cô Đào đang sợ anh để trả thù. Cứ thế mà lễ thân nghinh rườm rà cũng sắp kết thúc. Khoảnh khắc bước ra khỏi ngưỡng cửa của ngôi nhà mình đã sống suốt 16 năm, cô Đào không ngoảnh đầu lại, vì cô biết được rằng từ nay cô chẳng liên quan gì đến nơi mà cô từng gọi là nhà nữa. Và chắc đây cũng không còn là chốn về của cô nữa. Cô Đào giờ như là tứ cố vô thân. Tất cả mọi nghi lễ sau đó, từ bước qua chậu than để đốt những xui xẻo đến bái tiến gia đình của nhà chồng đều diễn ra rất nhanh chóng. Sau này nghĩ lại, chính bản thân cô Đào cũng chẳng thể nhớ được rằng mình đã làm những gì vào trong ngày ấy. Cô chỉ biết được rằng đã dùng đến túi máu gà mẹ cô dúi cho trong tay trước khi đi, và đã nhịn nhục khi đưa đôi tay dơ bẩn của gã Tào sờ soạng khắp cơ thể cô thế nào, đã nuốt nước mắt vào trong ra sao khi lão ta rong ruổi trên cơ thể của cô cả đêm như một loài dã thú. Có lẽ cả cuộc đời này không một ngày nào cô Đào không muốn ai đó đánh mình một cái để cô có thể quên hết đi những ký ức của ngày đó. Nhưng những vết xanh tím khắp cổ và ngực, cơn đau nhói cơ thể
và những ánh mắt ái muội của nam nữ trong nhà ông Thống, và đặc biệt là sự thù ghét từ người vợ cả của anh Tào, cô Nga, luôn nhắc nhở cô rằng cô đã bị tên cầm thú kia hành hạ trong đêm động phòng. Những ngày sau đám cưới thì cô Đào chưa phải thực sự bắt tay vào những công việc mà một người thiếp phải làm. Và cũng có thể do anh Tào còn thấy cơ thể cô mới mẻ, cho nên anh ta tra tấn hết lần này đến lần khác. Có lần anh ta bóp cổ cô, bắt cô phải rên lên, nếu không anh ta sẽ giết chết. Và thế là cô Đào rên thật, cô vừa thổn thức vừa khóc cho cái số phận lầm lũi của mình. Có khi cô Đào đang thiếp đi vì mệt, tỉnh dậy thì thấy anh ta đang cưỡi lên người của mình. Cô đành nhắm mắt giả vờ ngủ chờ chuyện kinh khủng này kết thúc. Chuyện hoàn ái giữa vợ chồng đáng lẽ phải mang lại niềm vui cho cả hai, nhưng cô Đào chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhục nhã đau đớn cả thể xác và tâm hồn. Những lúc như vậy cô lại nhớ lần đầu của mình với anh Lý, đến tận bây giờ cô cũng không thể quên được tiếng của những giọt mưa lộp độp bên mái hiên, tiếng ếch nhái trong khu rừng kêu trộn lẫn với tiếng nước chảy và tiếng người yêu trong lòng âu yếm của đêm ấy. Và cô phải nhận ra là cô chưa bao giờ quên được anh Lý. Phải rồi, nếu bây giờ anh Lý vẫn còn đang làm thuê cho nhà ông Thống, vậy thì cô có thể tự mình đến tìm anh Lý. Suy nghĩ táo bạo ấy một lần nữa xuất hiện, khi mà không thể dập tắt được mà nó cứ lớn dần, cho đến một ngày cô Đào cả quyết tâm tìm gặp anh Lý. Nhân ngày kết thúc hôn kỳ cũng là ngày anh Tào đi tuần tra trở lại sau kỳ nghỉ cưới. Sau khi chuẩn bị xong xuôi và tiễn chồng đi, cô thay một bộ đồ nam và cô lén lấy của em trai hôm về nhà mẹ đẻ, rồi lèn về phía trang trại. Vì nhà ông Thống rất là giàu có, cho nên riêng trại lợn thôi cũng đã đủ rộng và có rất nhiều người làm. Để đến trại bò thì cô Đào phải đi rất xa, trong khi cô phải tranh thủ từng giây vì sợ rằng người khác sẽ phát hiện. Đi mãi, cuối cùng thì cô Đào cũng tìm thấy anh Lý đang nói chuyện cùng một người chăn bò khác ở bên cạnh chuồng bò lớn. Cô đợi một lúc không thấy họ có dấu hiệu dừng lại, mà thời gian cô có thể tranh thủ không nhiều. Bị quá hóa liều, cô Đào liền lén lút mở cửa một chuồng bò gần đó và thúc vào hông một con bò để cho nó hoảng loạn chạy đi. Đám người làm bao gồm anh Lý thấy đồng tính gặp phía này thì vội chạy theo để kiểm soát lũ bò. Còn cô Đào thì nhanh chóng chạy vọt tới chỗ người thương kéo anh ra một góc. Đào, em làm gì ở đây vậy? Em nhớ anh có nhớ em không? Tất nhiên rồi, em sống thế nào? Thằng Táo nó không làm gì em chứ? Em ổn anh đi. Anh nghe em nói đây, em không còn nhiều thời gian. Anh bỏ trốn cùng em không? Em không thể chịu đựng một cuộc sống không có anh bên cạnh. Chỉ cần trốn đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Anh Lý trần im lặng. Cô Đào ngẩn ngơ trước phản ứng này của người thương. Vậy là anh ấy đang do dự. Có một phần trong anh ấy không muốn đi cùng cô. Có lẽ bởi cô đã bị vấy bẩn, mà anh thì vẫn còn cả một cuộc đời phía trước. Đâu ai muốn một người phụ nữ đã là của người khác chứ. Em hiểu rồi, em đi đây. Sau này chúng ta không gặp lại nữa, chúc anh hạnh phúc. Cô Đào chạy vụt đi, cô biết được rằng anh Lý đang đuổi theo mình. Nhưng cô không dừng lại. Chính khoảnh khắc ấy của sự đắn đo vụt qua trong mắt anh Lý đã giết chết trái tim của cô. Cô tưởng rằng vẫn còn có ai đó nguyện ý yêu thương và chấp nhận mình. Nhưng bây giờ cô đã chính thức không còn một ai ở bên cạnh. Sau ngày hôm ấy, cô Đào trở lại làm con gái cả trong nhà thông đạo của trước kia. Cô ngoan ngoãn im lặng chịu đựng sự bạo hành của chồng mỗi đêm. Ban ngày thì làm việc như là một con ở trong nhà. Nhưng cô Đào có an phận đến mấy thì ánh mắt của những kẻ khác nhìn vào cô cũng không bớt ác độc đi. Kể từ khi mà Đào được nhà ông Thống đã gần một tháng nay, cũng là 24 ngày, anh Tào liên tục ngủ bên gian nhà của cô mà trống vắng những gian nhà khác. Các cô vợ lẽ luôn nhìn cô Đào bằng một ánh mắt ghen ghét và cố tình làm khó cô mỗi khi cô và họ cùng ra làm ngoài đồng. Nhưng mà cũng có cùng địa vị như nhau, cho nên là họ không thể làm điều gì quá đáng. Mới đầu cô Đào rất tức giận và muốn trả đũa họ. Thế nhưng rồi ngẫm lại, họ cũng chỉ là phận gái đáng thương như là bản thân cô mà thôi. Nếu mà không được anh Tào sủng ái thì có lẽ cuộc sống của họ còn tệ hơn cả cái chết. Họ sẽ bị lãng quên và rồi sẽ bị vợ lớn tống cổ ra khỏi nơi đây lúc nào không hay. Nhưng có một điều mà cô Đào không thể chịu được,
Đó là lần vợ cả của anh Tào cố tình làm khó cô. Chị ta bắt bẻ cô từ những thứ nhỏ nhất như cách ăn mặc, đi đứng với lý do không hợp với lệ khiếu thẩm mỹ của cậu cả. Và lấy lý do đó để đưa cô đến chỗ cô Đào những bộ đồ, giày dép xấu xí mà không ai thèm chọn. Điều này thì cô Đào không thể để tâm, vì hồi xưa khi còn ở nhà những bộ đồ cô có đều là đồ cũ của mẹ cô, nên cô cũng không cần tranh giành những bộ đồ đẹp làm gì. Trái lại, cô Đào còn mong chờ rằng anh Tào sẽ thấy chán ghét cô nếu ăn mặc xuề xòa như vậy. Nhưng đúng là ông trời không chịu chiều lòng người. Cô Đào ăn mặc trang phục cũ kỹ là có nét đẹp riêng của gái nhà lành, cho nên là anh Tào lại càng dính lấy cô tợn. Và thế là chị vợ cả lại tức điên. Chị ta liên tục ngấm ngầm bày trò để cô Đào phải khổ sở, nhưng bắt cô ra đồng gặt lúa vào giữa trưa nắng, bắt cô phải giặt quần áo bằng nước lạnh vào buổi đêm, hay là những yêu cầu quái gở như đến chỗ của thống lý hầu hạ lau tay rửa chân và đấm lưng cho ông ta. Cô Đào biết chị Nga đang toan tính điều gì đó. Chị ta muốn bà cả trong nhà cũng căm ghét cô như cách mà chị ta đang làm. Ý thức được điều đó cho nên cô Đào phải cắn răng ngọt nhạt với anh Tào rằng giờ này cô ta hơi mệt và muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian để hầu hạ anh ta. Nhưng thế còn hơn là phải đối đầu với bà cả nhà này. Bởi lẽ ông Thống dù có vô số vợ lẽ, nhưng chưa từng có cô nào thành công hạ sinh trong ta một đứa con. Tất cả những con trai con gái hiện tại của ông Thống Lý đều là con ruột do bà cả sinh ra. Hồi xưa bà cả còn nổi tiếng vì từng đánh chết một cô vợ lẽ của ông Thống. Những lời đồn đoán không đề cập đến nguyên nhân, mọi người cũng chỉ đồn thổi một hồi việc ấy. Rồi cũng thôi vì sợ bà cả sẽ truy đến. Và lại trong xã hội ấy thì việc vợ cả dạy dỗ vợ lẽ cũng không phải là chuyện gì to tát. Nỗi sợ chết là cái động lực duy nhất khiến cô Đào dằn xuống sự bày xích tự nhiên của thân thể với anh Đào để chủ động lấy lòng hắn ta. Giờ thì có phải mang cái danh thâm độc hay quỷ quyệt thì cô Đào cũng chẳng quan tâm, danh dự chẳng đáng một xu nếu trước những mối nguy hại đến mạng sống. Nhờ sự đánh đổi ấy mà cô Đào không đối diện với ông Thống, nhưng lại càng chịu đựng sự giày vò nghiệt ngã hơn từ chị Nga. Đỉnh điểm là một lần chị ta định đẩy cô Đào ngã từ trên sàn nhà xuống, nhưng mà cô Đào nhanh chóng, cho nên cô Đào tránh được, nên chỉ bị ngã nhẹ chứ không xê sát gì cả. Nhưng cũng từ lần ấy mà cô Đào biết được rằng mình đã có mang. Ngay khoảng khắc ngã xuống, cô thấy bụng của mình quặn đau. Và có một dòng nóng bỏng chảy dọc từ đùi xuống bàn chân của cô và đỏ tươi. Rồi chị Nga thì mặt trắng bệch, mọi người rối rít cả lên. Ông bà Thống Lý đích thân mời thầy thuốc đến chẩn bệnh cho cô Đào. Khi được xác nhận rằng cô đang mang thai, cả nhà họ đều cực kỳ vui mừng, vì cuối cùng nghĩ rằng cái hỷ sự đấy cũng đã tới, ngoài trừ chị Nga và những người vợ lẽ khác của anh Tào. Anh Tào và ông bà Thống thì tin chắc rằng cái thai trong bụng cô Đào là của con trai, cho nên ra lệnh cho mọi người phải hầu hạ cô cẩn thận hít mực. Họ biết được rằng chị Nga đẩy cô ngã, nhưng họ cũng không trách phạt. Dẫu sao thì chị ta vẫn là con dâu cả quán xuyến nhiều việc trong nhà. Nhưng anh Tào đã trộm nói với cô Đào rằng nếu mà cô sinh được con trai nối dõi dòng cho nhà Thống thì cô sẽ được đưa lên làm vợ cả thay cho chị Nga. Lòng cô Đào ngổn ngang trăm mối, cô chưa bao giờ ưa anh Tào cho nên cũng chẳng thèm cái gì là vợ cả. Nhưng đứa con trong bụng cô cần có một sự đảm bảo rằng nó được an toàn để chào đón cuộc đời. Từ khoảnh khắc cô Đào biết rằng mình có con, bản năng của một người mẹ thúc giục cô phải làm mọi thứ để bảo vệ đứa con của mình, dù cho nó có kết quả của việc cô bị cưỡng bức đi chẳng nữa. Cũng từ khi có mang mà cô Đào không chịu sự thù hằn của những người vợ lẽ bên nhà Thống nữa, vì thầy thuốc không thể làm chuyện vợ chồng trong những tháng đầu tiên, thậm chí là cả thai kỳ vì cô Đào còn nhỏ tuổi, và nên anh Tào không còn ngủ lại cho cô Đào mỗi tối. Nhưng thi thoảng anh ta vẫn ghé qua tặng cái này cái nọ cho cô Đào. Theo như lời anh ta nói là để gặp con trai của anh ta. Đó cũng là những tháng ngày hạnh phúc nhất cô Đào từ khi lấy chồng. Biết tin cô Đào đang có mang mà hiện tại những người khác, anh Lý đau khổ đến cùng cực bắt đầu viết thư cho cô Đào. Dù thất vọng vì lần trước gặp mặt, nhưng mà dẫu sao cũng từng nặng tình với nhau, cho nên cô Đào vẫn chưa thể quên anh Lý được ngay. Trong thư, anh Lý bày tỏ rằng mình rất hối hận và đồng ý với cô Đào ngay khi đó để mọi chuyện thành ra bây giờ.
Anh ta cũng bày tỏ rằng mình vẫn còn rất yêu cô Đào, dù cô là vợ của người khác. Anh nói rằng nếu cô Đào đồng ý, anh ra sẽ chuộc thân và lên kế hoạch để cả hai bỏ trốn đến một nơi thật xa. Anh ta sẽ coi đứa con trong bụng của cô và bọn họ giống như là một gia đình. Cô Đào rụng rời vì lá thư đó. Tất nhiên rằng cô vẫn còn yêu anh Lý rất nhiều và cô chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng còn đứa con trong bụng của cô thì sao? Nếu đứa bé phải lang bạt khắp nơi mà không phải là một cuộc sống đầy đủ vật chất, thì có công bằng cho đứa bé hay không? Hơn này hết, cô Đào hiểu được nỗi niềm của những kẻ nghèo khó, vì cái nghèo mà khiến cho con người ta hèn mọn và không có sự lựa chọn. Giống như thầy cô đã bán phát cô cho nhà thống lý để đổi lấy chút của cải. Cô Đào muốn giải phóng bản thân của mình ra khỏi hoàn cảnh này lắm, nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc là phải để cho đứa con phải chịu đựng khốn khổ, thì chắc chắn cô sẽ hy sinh hạnh phúc của bản thân vì tương lai của con. Suy đi tính lại mãi, cho nên cô Đào quyết định chưa trả lời bức thư của anh Lý vội. Trong thời gian ấy, có một sự kiện khủng khiếp diễn ra với cô Đào. Vào ngày mà thầy Mo đến nhà ông Thống để làm lễ cầu cho đứa trẻ trong bụng cô được mạnh khỏe, cô đã có cơ hội tiếp xúc với những người anh chị em trong nhà của anh Tào. Tuy đây là lần thứ hai gặp nhau sau đám cưới, nhưng phải mãi tới bây giờ cô Đào mới có cơ hội đánh giá từng người trong gia đình của đông đúc này. Ông bà Thống có rất nhiều con trai nhưng lại rất ít con gái. Hai cô gái đã đi lấy chồng nên hôm nay không có mặt. Còn lại trong số con trai thì cô ấn tượng nhất với anh con út. Trông cậu ta tuấn tú, không có khí chất anh chơi như là ông anh. Mặc dù thực tế thì cậu ta là người buông thả bản thân nhất. Điều lạ lùng là cậu cũng nhìn chằm chằm vào cô cả buổi như đang đánh giá cô điều gì. Và thú thật cô thấy ánh mắt đó có phần không có thiện chí, như đang toàn tính điều gì vậy. Các cô thường nói rằng phụ nữ có trực giác cực kỳ nhạy bén, thế nên là đừng bao giờ cố gắng che giấu điều gì trước họ. Và quả thật là từ trực giác của cô Đào đã đúng. Trước khi buổi lễ kết thúc, cậu út đã tiến tới chỗ của anh Tào và đưa cho anh ta một cái chiếc bình gì đó màu xanh đậm. Và sau đó cô thấy anh ta đi tới chỗ của mình với chiếc bình trên tay. Đây là thuốc cầu con trai mà chú út xin được của một thầy Mo rất là nổi tiếng. Cô uống đi, uống vào để con của tôi thành con trai, thế thì cái nhà này mới có cháu nối dõi được tông đường. Biết được rằng có chuyện không ổn ở đây, cho nên cô Đào lập tức cự tuyệt. Nhưng mà đổi lại khuôn mặt giận dữ của anh Tào, anh ta thô bạo kéo cô ra mé sàn nhà, bóp cằm và đổ hết số thuốc trong bình vào miệng cô, ép cô nuốt xuống. Mày phải uống, tao cho mày cái ăn cái mặc, không phải để mày cãi lời tao còn đĩ. Nếu đứa trẻ không phải là con trai, tao giết cả hai mẹ con mày. Cô Đào hoảng loạn cực độ lúc này. Cô ta tưởng anh chỉ là hoang dâm vô độ, không ngờ anh ta lại có thể độc ác đến nhường này. Và chưa kịp phản ứng lại, cô Đào chợt thấy bụng của mình quặn thắt. Một dòng máu nóng chảy ra từ thân dưới của cô, kèm theo một bọc gì đó đỏ hòn như là con mèo, con chó mới sinh. Đó là con của cô Đào, thứ nước mà cô bị ép uống lúc nãy khiến cho cô sẩy thai. Cô Đào đã gào lên trong đau đớn. Lúc ấy dù cô rất yếu ớt nhưng mà chẳng thể nào lấy đâu ra sức lực để mà vùng lên và túm lấy anh Tào và lại liên tục vào người của anh ta. Mày giết con tao, mày giết con tao, tao phải giết mày, mày đền con cho tao đi. Những tiếng khóc lóc đầy đau đớn đó kéo đến mỗi lúc một lớn. Họ liền nhanh chóng tách anh Đào ra khỏi người phụ nữ đang đau đớn vì mất con. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ thật là hỗn loạn. Và cô Đào nghe thấy giọng ai đó cất lên, giọng nói đó bảo rằng thứ thuốc mà cô Đào vừa uống là thuốc thử thai. Rằng nếu cái thai là con trai sẽ không có việc gì, còn nếu là con cái thì sẽ sảy thai ngay lập tức. Mọi người nghe vậy thì liền ồ lên hiểu ra, hóa ra là cậu út chỉ muốn giúp mọi người xác nhận xem cô Đào có thực sự đem lại may mắn không, và bắt đầu quay sang chỉ rủa cô Đào đem lại điều xui xẻo cho gia tộc. Cô Đào vừa cười, cô vừa khóc vừa cười như là một kẻ điên. Cô khóc cho đứa con vừa mất, vẫn còn đỏ hòn nằm trên mặt đất. Cô cười cho số phận hẩm hiu của mình, vì đã gặp phải những người ác độc muốn hại đời cô, cho nên mới rơi vào bước đường cùng này. Thấy cô Đào không tỉnh táo, những người của nhà ông Thống nhìn cô bằng một ánh mắt ghét bỏ,
rồi mời thầy Mo xem cho cô, xem có đang bị làm sao. Thầy Mo quan sát cô rồi nhắm mắt bấm tay tính toán, rồi nghiêm mặt nói với nhà ông bà Thống. Tôi đã tính kỹ càng rồi, số cô ấy vốn là số vượng phu và vượng nhà chồng, nên phù hợp với tình hình nhà ông Thống Lý. Đứa con dù là trai hay gái thì đẻ năm nay cũng đều hợp mệnh với anh Tào và nhà ông Thống đây. Chỉ tiếc rằng đứa bé đã chết cho nên tính toán xung hỷ cũng đi tâm. Tôi khuyên rằng nhà ông bà nên tính đến đường cắt đứt hoàn toàn với cô gái này để tránh gây thêm thiệt hại về sau. Lời thầy Mo như là lời tuyên án tử cho cô Đào. Còn yếu ớt và phẫn hận vì mất đứa con, cô Đào bị người làm hành hung, lôi sành sạch cho phía gian nhà sàn ở phía tây và khóa cửa nhốt ở đó. Cô biết điều sắp xảy đến với mình, nhưng cô không thể và cũng không muốn chạy trốn nữa. Vì cô đã kiệt sức mất rồi. Trong bóng tối, cô tự nhìn lại những gì mình đã trải qua trong cuộc đời. Cô hối tiếc vì chưa kịp nói lời tạm biệt với nơi mà cô coi là gia đình. Vì chưa kịp trả lời bức thư của anh Lý, vừa chưa kịp nhìn thấy mặt của đứa con chào đời. Vì không quyết liệt đáp trả lại thầy cô khi ông bắt cô đi lấy chồng. Cô Đào hối hận rất nhiều, cũng rất oán hận rất nhiều. Oán hận cha mẹ ích kỷ, oán hận anh Tào độc ác, oán hận cậu út hại cô không lý do, oán hận tất cả nhà Thống Lý. Và hơn hết oán hận xã hội bất công bằng với những con người như cô. Cô biết rằng sắp tới đây cô chết bởi vì nhiều người nhà Thống Lý. Họ sẽ giết cô để chấm dứt điểm rủi như là cách họ cưới cô để xung hỷ. Bởi lẽ gia đình này chẳng bao giờ dù lòng từ bi để thả cô ra. Trước khi cắn lưỡi tự sát, những ký ức của cuộc đời đã lướt qua trước mắt cô như là đèn kéo quân. Và trong những ký ức ấy, cô giữ trọn lại cho mình những gì đau khổ nhất, và để nhắc nhở bản thân chết cũng không nên quên mối hận thù này. Và rồi cô Đào đi ra, lúc những kẻ hầu người hại nhà Thống Lý tìm cô, trên mặt và váy toàn là máu. Họ không phân biệt được đâu là máu chảy do cô cắn nát lưỡi của mình, đâu là máu chảy do mất con. Chỉ biết rằng bộ dạng của cô Đào lúc này đáng sợ đến nỗi, những kẻ hầu người hạ đó mãi về sau vẫn còn mơ thích đôi mắt chẳng thể nhắm lại đến tận giây phút cuối cùng của cô. Nhà Thống Lý vứt xác cô ra bìa rừng để rồi cho thú hoang rỉ thịt cùng với bào thai chưa thành hình. Họ độc ác đến nỗi chẳng thèm an táng cho cô một cái lễ đàng hoàng, thậm chí còn đe dọa không cho nhà mẹ đẻ cô đụng đến thi thể con gái. Thế nên là nhà ông Thông Đào chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô Đào ra đi mang theo rất nhiều bí mật và bí ẩn không có lời giải đáp, nhưng đồng thời cũng mang theo cả điểm xui của nhà ông Thống Lý. Kể từ ngày định mệnh ấy thì tình hình nhà ông Thống đã khá hơn rất nhiều. Mùa màng bội thu, siêu thuế nộp đầy đủ nên nhà ông không đo thiếu bạc. Thậm chí là Nga vợ cả của Tào còn sinh được cho nhà ông Thống một đứa cháu trai kháu khỉnh. Lúc bấy giờ chẳng ai còn nhớ tới người con gái đáng thương đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân ở nơi giết người không thấy xác này. Nhưng mà cô Đào nào đã siêu thoát, linh hồn cô vốn trụ tại nơi đây, chờ đợi thời khắc đòi lại những gì đã mất. Một buổi tối nọ, cả nhà ông Thống quây quần bên bếp lửa bập bùng trong khoảng sân trước căn nhà, nơi từng làm lễ cầu sức khỏe. Cho con của cô Đào cũng chính là nơi cô Đào bỏ mạng để ăn mừng những điều may mắn mà cô có được từ cô Đào ra đi. Lũ người ác độc dám cả gan tiệc tùng chè chén ngay trước nơi mà chúng từng dồn cô Đào vào chỗ chết mà chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái. Và ngay khi mà chúng đang say sưa ăn uống, có một bóng trắng lao từ phía tây của căn nhà sàn với tốc độ chóng mặt. Bóng trắng ấy không bước đi, cũng không mày mà lướt đi trên cỏ, tiếp cận đám người đang choách choáng chỉ trong vài giây. Mới đầu đám người còn chưa phát giác ra được, nhưng bóng trắng đó đã quá nổi bật. Nó quấn băng trắng khắp người y như xác ướp, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng nhếch lên cười một cách quỷ dị. Và bên trong người ta thấy những hàm răng nhọn hoắt như răng cưa và cái lưỡi thì đứt lìa đang treo đùng đẳng. Nó im lìm đứng ngay sau lưng mọi người mà quan sát. Cho đến khi mà có người hét thật to lên và chạy trốn thì bấy giờ lũ mọi dợ mới ý thức được dẫm đạp lên nhau để chạy. Bóng trắng thấy vậy thì đứng sừng sững đó như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến nó. Nó đánh cặp mắt nhìn xung quanh đến chỗ của anh Tào đang che chở cho người vợ đang vác cái bụng to thì dừng lại rồi lướt nhanh tới. Anh Tào và chị Nga sợ tái mặt nhưng chân họ chẳng thể đang đổ trì, chẳng thể di chuyển nổi. Họ cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng trắng đứt đến như ma
rồi nâng hai cánh tay bóp cổ hai người. Mỗi tay của nó nhấc bổng lên một người mà lục đạo cũng không nhẹ đi. Mọi người thấy sắc mặt của anh Tào và chị Nga dần trở nên tím xanh thì sợ hãi. Ông Thống hét lớn ra lệnh cho gia nhân mau đến giải cứu cho hai cô cậu. Quả thật tình hình cực kỳ loạn. Người làm nhà ông Thống vội vàng cầm súng săn tới định bắn vào bóng trắng. Nhưng mà đạn từ súng chẳng mảy may làm cho nó bị thương. Trái lại nó càng siết chặt hơn. Ngay khi mà anh Tào tưởng rằng hồn của anh ta sắp lìa khỏi xác, thì cái bóng chợt thả tay ra. Anh ta và vợ ngã sóng xoài ra đất. Trước khi lướt đi nó còn ngoác to, cái miệng như là chậu máu, thò lưỡi ra liếm một đường quanh miệng như là khiêu khích, rồi nhanh chóng đuổi về phía căn nhà phía tây của nhà sàn. Đám người hầu nhanh chóng đuổi theo, nhưng dù họ có lùng sục như thế nào thì cũng không thấy bóng trắng ở bất cứ ngóc ngách nào, và thậm chí là những người trong nhà Thống còn không xác định được bóng trắng đó là người hay ma. Rõ ràng nó xuất hiện từ căn phòng phía tây, chính là nơi mà cô Đào chết, và cái lưỡi của nó đứt lìa như là cái cách mà cô Đào tự kết liễu đời của mình. Nhưng cô Đào trong ấn tượng của họ luôn cúi đầu phục tùng một cách ngoan ngoãn, nào có nguy hiểm như vậy. Rõ ràng là những người nhà ông Thống không bao giờ biết được rằng một người phụ nữ mất đi đứa con của mình có thể làm những gì. Nhà ông Thống tuy sợ hãi nhưng lại sĩ diện, cho nên là không dám mời thầy Mo đến xem. Ông ta sợ rằng cả làng này sẽ biết ông ta làm gì đó mờ ám, cho nên có ma theo. Đám gia nhân đành phải giải tỏi ở khắp các nhà, trèo chuồng la bàn bắt quái lên cửa và dùng bùa ngũ sắc để đuổi tà ma. Tuy nhiên thì những điều đó chẳng có tác dụng gì. Sau sự kiện đáng sợ đó, hai ngày vợ cả của anh Tào sảy thai. Chị ta sảy thai theo đúng cái cách chị ta đánh hại cô Đào, bị ngã cầu thang. Ngày hôm đó chị Nga đang đi bộ trong phòng để tiêu hóa để dễ bề sinh nở. Chị ta chợt thấy trong phòng nóng lên một cách lạ thường, khiến cho chị ta như ở trong chảo lửa. Cho nên chị ta liền sai người hầu đi bưng một chậu đá về phòng để làm mát. Còn bản thân thì ra ngoài trời hóng gió. Đang đi gần đến cầu thang thì chị ta cảm thấy lạnh lạnh phía sau lưng, như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Nhưng khi quay đầu lại thì rõ ràng chẳng có ai. Nghĩ đến lần suýt chết hôm trước nên chị ta đột nhiên sợ, muốn chạy vào phòng, nhưng lúc này chị ta chợt thấy bóng trắng xuất hiện trước mắt của mình. Nó lại ngoác to cái miệng đầy máu, giơ hai bàn tay như là tay của xác chết ra và đẩy chị Nga một cái. Chị Nga ngã xuống cầu thang không giữ được đứa bé. Tuy nhiên nhà Thống chẳng còn lòng dạ nào mà trách móc chị ta khi họ còn đang bận bò bò giữ mình trước sự trả thù của bóng trắng. Cái bóng ấy liên tục xuất hiện, khi thì đẩy ngã ông Thống, lúc thì dọa bà Thống sợ đến ngất đi, và nghiêm trọng nhất nó đã giết chết cậu út bằng cách mổ bụng moi ruột. Chẳng ai biết nó tàn sát cậu út ra sao và lúc nào, mà chỉ biết được rằng vào một buổi sáng sớm, một người vừa lẽ gọi mãi không thích cậu út đáp lời, bèn mở cửa gọi cậu út thì thấy cậu đang ngã ngồi trên ghế. Bụng bị xé toàn ra và dạ dày ruột non trải dài ra đất. Không cần phải đoán thì nhà Thống cũng đã biết chuyện đó là do ai làm. Chẳng có ai hận thù cậu út nhà ông ta đến mức phải giết chết bằng cách man dợ như vậy, ngoài oan hồn của cô Đào. Cô ta đã ra tay với cậu út theo chính cách cậu út đã từng hại cô ta. Mãi sau này gặng hỏi ông bà Thống mới biết, cậu út mê mẩn sắc đẹp cô Đào cho nên muốn cô ta sảy thai để anh cả bỏ cô ta đi, rồi cậu ta lén thu Đào về làm ấm giường ở bên ngoài. Đó là một lý do mỉa mai hết sức. Ông bà Thống tuy giận đứa con trai hồ đồ nhưng lại không nỡ đánh mắng, cho nên chỉ đành mặc kệ. Ông bà ta có lẽ cũng không ngờ được rằng chính sự dung túng vô độ đó một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta ngày hôm nay. Quá sợ hãi rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mình, ông bà Thống và anh Tào cắn răng mời thầy Mo đến để can thiệp. Khi thầy Mo được bước chân vào khoảng sân thì đã liên tục lắc đầu và ho khan kịch liệt. Oán khí ở đây nặng quá, tôi sợ rằng tôi không chấn áp được. Cô Đào cả đã tự kết liễu bằng cách quá đau đớn, nên cô ta muốn cả nhà ông phải đau đớn theo. Tôi đoán rằng đã có người chết, và tiếp theo sẽ còn nhiều người hơn nữa, chờ khi nhà ông bà có thể trả lại cho cô ta những gì mà nhà ông bà đã lấy mất, không thì sẽ không thể chấn áp được đâu. Tiện thể ông bà nên cảnh báo nhà ông Thông Đào. Tôi thấy hồn ma của cô ta càng ngày càng có xu hướng điên rồ hơn. Có lẽ cô ta muốn trả thù tất cả những người đã đẩy cô ta vào tình cảnh này.
Ông bà thống lý nghe vậy thì sợ tái cả mặt. Ông bà vội vàng sai người hầu sang thông báo chuyện này cho nhà ông Thông Đào. Bên phía nhà mẹ đẻ của cô Đào cả từ ngày cô mất, chỉ có mẹ cô là thỉnh thoảng tỏ ra ủ rũ một chút. Còn bố cô và ba đứa em thì hầu như chẳng lấy một giọt nước mắt cho cô, vì họ còn đang mải hưởng thụ số sính lễ kích xù từ hôn lễ của Đào. Cho đến khi người hầu sang nhà ông Thống báo tin, ông Thông Đào vẫn còn tặc lưỡi coi thường, nói rằng con gái ông ta đẻ ra ông ta hiểu nhất, rằng cô Đào không bao giờ dám làm gì ông ta. Nhưng rõ ràng là ông Thông Đào đánh giá quá cao độ quan trọng của mình trong lòng cô Đào. Khi thấy đứa con trai kể lại rằng nó bị một bóng trắng rượt đuổi trong rừng, ông ta vô thức vã mồ hôi. Cậu út kể rằng trên đường về nhà sau khi đi bắn chim, cậu ta nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ trong bụi cây nên đến xem. Vốn là một người háo sắc ngu dốt nên cậu ta chẳng thể nhìn ra được chuyện này. Chỉ biết cắm đầu chạy đi cho đến chỗ có tiếng động, thò tay vào đọt cây thăm dò. Bất chợt cậu ta thấy một đôi tay mịn màng nắm tay của mình. Cậu ta đang mừng húm thì nhìn xuống thấy rõ ràng đây không phải là một đôi tay mà là một khúc xương. Cậu ta hét lên cố gắng giãy ra nhưng cánh tay đó cứ bám chặt như là xích khóa. Và khi cậu ta vén những tàn lá ra để nhìn cho rõ đó là vật gì thì cậu ta như bị đóng băng. Đó là một người quấn băng trắng khắp cơ thể, lộ ra mỗi đôi mắt đỏ ngầu như huyết lệ, cùng cái mồm đang nở một nụ cười cực kỳ kinh dị với cậu ta. Cậu út sợ đến mức muốn ngất đi, nhưng mà cảm giác đau đớn từ cánh tay chuyển đến liên tục, nhắc nhở cậu ta rằng bản thân đang ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế nào. Cậu ta dùng hết sức lực khi mà bú sữa mẹ để rứt tay ra và chạy thục mạng. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, khi quay lại cậu ta vẫn thấy người toàn màu trắng đó đang lướt theo mình với cái miệng ú ớ, những ngâm tiết không rõ. Khi chạy đến bìa rừng, cậu út quay đầu nhìn lại và thấy cái người đó đã thôi đuổi theo, đứng ở trong bóng râm nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng cứ ngoác ra như là đang cười lớn. Đặc biệt rằng nó không chạy cũng không bay, mà lơ lửng ở một trạng thái kỳ lạ. Chính điều đó làm lại cho nó một dáng vẻ đáng sợ hơn. Cậu út hoàng hồn cố gắng chạy thật nhanh về nhà, nhưng vừa chạy vừa ngã mãi. Cho đến lúc về nhà cậu chỉ kịp kể qua loa chuyện xảy ra mình thấy rồi ngất đi. Kể từ đó cậu út nhà Thông Đào trở nên không được bình thường. Cậu ta nhìn vào không trung lẩm bẩm hai chữ đào và xác. Một ngày chẳng có mấy khi tỉnh táo, mà mỗi khi tỉnh táo cậu lại run rẩy, co người vào một góc rồi hoảng sợ, rồi hét lên đừng hại tôi liên tục. Ông bà Thông Đào đau khổ vì đứa con trai độc nhất phát điên. Đến lúc ấy họ mới nhận ra, có lẽ cô con gái cả đang thật sự trả thù cả nhà. Nếu cô ta hại người cha người mẹ thì họ không đau đớn như bây giờ. Cô Đào quả thật là người hiểu bố mẹ cô ta nhất nên mới chọn cách trả thù thâm độc như vậy. Bố mẹ cô Đào đành mời thầy Mo hay xem cho nhà ông Thống tới giúp, nhưng đổi lại vẫn là cái lắc đầu ngao ngán. Tôi thực sự không chắc chắn đâu ông Thông Đào ạ. Tốt nhất ông vẫn nên thắp hương cho con gái ông và cầu xin cô ấy tha thứ. Oán hận của cô ấy với mọi người rất sâu, đào hạnh như tôi khó lòng mà hóa giải nổi. Đến nước này nhà Thông Đào và nhà Thống mới thực sự xem xét đến chuyện chuộc tội để xin cô Đào tha thứ. Tuy nhiên thì những mất mát của cô Đào đâu phải nói bù đắp là bù đắp lại được. Người chết đã chết, giờ có núi vàng núi bạc thì hồn ma đâu thể dùng được. Bây giờ ông Thông Đào mới chợt nhớ đến có một người anh Lý. Ông ta nghĩ rằng nếu cô Đào còn yêu anh Lý, có thể anh ta sẽ thuyết phục cô buông bỏ nỗi thù hận mà tha cho gia đình ông ta. Nói là làm, ông ta lập tức bí mật đi tìm anh Lý và nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng mà ngay khi nghe thấy lời đề nghị của ông Thông Đào, anh Lý đã từ chối ngay. Ngày xưa khi mà thầy đuổi tôi đi, thầy đâu có nói năng nhún nhường như thế này. Và lại đây chính là những gì mà các người phải nhận vì đã hại đời của tôi. Tôi sẽ không giúp bất cứ ai. Nếu Đào muốn trả thù, tôi cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ cô ấy. Thôi nào anh Lý, cậu còn gọi tôi là thầy hả? Tại sao không thể nể mặt tôi lần này? Chẳng lẽ cậu định chơi con mắt nhìn con bé Đào bước vào con đường trả thù độc ác, rồi mãi mãi không được siêu sinh? Cậu cũng còn biết con bé làm như vậy là tội lỗi mà. Anh Lý nghe vậy thì im lặng,
Quả thật sự báo thù của cô Đào chỉ thỏa mãn mong muốn trong phút chốc của cô Đào mà thôi. Khi đã chết và biến thành oán hồn thì không còn chịu đầu thai, nán lại nhân thế can thiệp vào cuộc sống của con người thì không có kết cục gì tốt đẹp. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh Lý rốt cuộc cũng đồng ý đứng ra khuyên giải oan hồn cô Đào, với điều kiện rằng hai nhà phải thành tâm biết lỗi xin cô Đào tha thứ. Ông Thông Đào tất nhiên là không dám báo việc này cho nhà ông Thống Lý, vì sợ vụ bê bối ăn cơm chiếc kẻ ngày xưa của cô Đào bị phanh phui. Cô Đào đã mất, thế nên là tất cả sự giận dữ từ nhà ông Thống Lý đều trút lên đầu của ông. Sợ điều đó xảy ra, ông Thông Đào đành sang tận làng Bát Ngọ để mà tìm một thầy mo cao tay về để làm lễ cho họ. Ngày những người này đến nơi bìa rừng chỗ xác cô Đào bị vứt, anh Lý đã khóc giống lên ở đó hồi lâu, vì không nghĩ nhà ông Thống lại độc ác vứt xác cô Đào ở nơi hoang dã cho dã thú rỉ thịt như vậy. Lúc mà cô Đào chết, anh ta buồn quá mới xin nghỉ về quê mấy ngày, không ngờ tới khi quay lại mới biết người thương phải táng xác nơi núi rừng như vậy. Anh ta hận bản thân không thể ở cạnh cô Đào lúc chết để an táng cho cô đàng hoàng. Nếu cô Đào không bị đối xử như vậy thì cũng không nên cuồng đến mức trả thù như bây giờ. Thầy mo lần này có vẻ mạnh dạn và cao tay hơn thầy mo làng họ. Ông ấy lấy một thứ bột trắng gì đó rải xung quanh khu vực được cho là xác của cô Đào nằm đó, rồi dán lại một đống bùa vàng lên thân cây như một trận pháp để quay lại. Và vì xác của cô Đào sau một thời gian bị chim chóc thú hoang rỉa và cắp đi hết, nên ông ta yêu cầu một giọt máu từ mi tâm của đấng sinh thành để triệu hồi oan hồn của cô Đào. Thầy mo cầm cái cây kiếm gỗ đào rồi cắm phẩm xuống đất. Ông ta lớn giọng gọi tên cô Đào hết lần này đến lần khác, nhưng không có gì xảy ra. Lúc này mẹ cô Đào mới nghĩ đến chữ Đào mà mọi người hay gọi cô cũng đâu phải tên cô. Cô Đào chưa từng lấy một cái tên, nên chắc hẳn vì vậy mà thầy mo có gọi cứ nào cũng không xuất hiện. Bà ta chợt nhớ ra rằng khi mới sinh cô Đào, bà ta có gọi yêu cô bằng cái tên Xảo, nhưng rồi dần dần lại quên mất. Bà ta vội nhắc thầy mo hãy gọi cô Đào bằng cái tên đó thử xem. Và quả nhiên một lúc sau, họ thấy có một bóng trắng hiện lên giữa những lá bùa mà thầy mo dán bàn nãy. Bóng trắng ấy y như là mô tả của cậu út, quấn bằng kín mít chỉ trừ mắt vào miệng, cây lưỡi sắp đứt lìa như là chừng rơi xuống khỏi miệng. Ông bà Thông Đào thấy như vậy thì hoảng sợ lùi lại đằng sau. Còn anh Lý thấy người yêu biến thành bộ dạng như vậy thì khóc giống cả lên và tự đấm vào ngực của mình. Mọi người ai cũng hoảng sợ trước diện mạo quỷ quyệt này của cô Đào. Nhất là khi cái bóng trắng ấy cứ nhìn xung quanh rồi lè lưỡi như là không còn nguyên vẹn ra, như là muốn nói rằng ta muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi. Chỉ có riêng thầy mo là hơi run rẩy nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà lớn giọng trấn an cô Đào và xin cô Đào bỏ qua mọi thứ. Cháu gái, chắc hẳn cháu cũng muốn con của mình được siêu sinh và đầu thai vào nhà tốt phải không? Vậy nếu cháu dừng tay lại, bác có thể giúp cho cháu và đứa con tội nghiệp thoát khỏi bể khổ. Chỉ cần cháu chịu bỏ qua những hận thù kia buông tay. Bố mẹ cháu và nhà ông bà Thống Lý cũng đã hối hận về tội lỗi của mình rồi. Họ sẽ hứa với ta rằng làm mọi điều để đền bù cho cháu, để cháu có thể yên tâm mà ra đi. Nhưng dù ông thầy mo có ra sức khuyên lơn ra sao, mọi người khóc lóc quỳ xuống van xin lạy lục cô Đào như thế nào, thì bóng trắng vẫn không lên tiếng, mà cứ nhìn chằm chằm vào từng người một. Anh Lý thấy vậy thì lên tiếng nói một cách bi thương. Đào ơi, anh thương em lắm, anh hận mình không gửi thư cho em sớm hơn, hận mình vì không đồng ý với em ngay để mà em ra nông nỗi này. Anh có lỗi với em nhiều lắm, em hãy đồng ý với thầy mo đi đầu thai và tha cho lũ người này được không? Như thế mới là quả báo lớn nhất dành cho họ. Những câu chuyện này không đáng để em phải vấy bẩn linh hồn của mình như vậy. Cô Đào im lặng không có động tĩnh gì. Sắc ướp đó chỉ nhìn chằm chằm vào anh Lý đang lên tiếng. Và bỗng nhiên mọi người thấy có hai hàng huyết lệ chảy dài từ đôi mắt đục ngầu của nó. Nó vẫn không nói gì, nhưng thân hình run lên kịch liệt như đang chịu một sự đau đớn nào đó. Và bỗng nó biến mất. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải họ vẫn chưa thuyết phục được cô Đào dừng tay hay sao? Bố mẹ cô Đào quay sang hỏi thầy mo xem có chuyện gì xảy ra,
Thấy nét mặt của ông ấy hết sức nghiêm trọng, làm cho họ cũng nơm nớp theo. Tôi không hiểu ý con gái của ông bà là gì, nhưng mà cô ấy xuất hiện và biến mất với oán khí dày đặc như vậy, chứng tỏ cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ được mọi chuyện. Giờ có anh Lý ở đây khuyên bảo thì cô ấy cũng không nghe. Việc biến mất giữa chừng khi mà tôi chưa cho phép chứng tỏ cô ấy rất mạnh mẽ, đã có thể tự mình điều khiển cả trận pháp của tôi. Thứ cho tôi nói thẳng, bây giờ con gái của ông bà hoàn toàn không nghe lời khuyên bảo nữa. Nếu muốn cô ấy không hại người nữa, chỉ còn cách tống khứ cô ấy đi bằng cách đánh tan hồn nát phách hoặc nhốt oán hồn vào một vật gì đó phong ấn cô ấy mà thôi. Ông Thông Đào nghe vậy thì đồng ý, nhưng người vợ thì vẫn còn do dự vì biện pháp đó khá độc ác. Khi còn tại thế, cô đã không được sống hạnh phúc, mà khi ra đi còn bị đánh tan hồn nát phách như vậy, thì con gái của bà thực sự bất hạnh quá. Và từ câu nói trước, nếu ông bà chọn biện pháp này thì cô Đào sẽ mãi mãi không được siêu sinh, không có kiếp sau. Là biện pháp cuối cùng không ai muốn động đến nếu mà còn cách. Nhưng mà không thể làm để bảo vệ những người còn sống. Ông Thông Đào vội kéo thầy Mo ra một góc để anh Lý không nghe thấy. Nếu anh ta biết thì không đời nào đồng ý biện pháp này. Ông ta giao phó hết cho thầy Mo, miễn rằng thầy có thể khiến cô Đào không hại được ai. Vậy ông hãy tự làm một con búp bê rơm, may quần áo cho nó bằng đồ cô Đào đã mặc, rồi đem nó đến chỗ tôi. Khi nào ông xong thì tôi sẽ sắp xếp luôn lễ. Chuyện này nếu mà kéo dài thì chỉ có thêm người bị bại mà thôi. Ông Thông Đào liền đồng ý ngay. Vợ ông thì ấm bờ chưa đồng ý, nhưng khi bị ông ta đánh cho một trận thì cũng phải nghe. Hai người nhanh chóng bện một con búp bê bằng rơm, rồi làm cho nó một bộ váy bằng quần áo cũ của cô Đào, rồi mang qua chỗ thầy Mo ở làng bên vào ngày hôm sau. Lần này nghi lễ diễn ra chỉ có thầy Mo và hai vợ chồng ông bà Thông Đào, mà không có người thứ tư. Sở dĩ phải giấu kín như vậy vì họ không muốn ai biết được rằng chính cha mẹ thân sinh lại nỡ lòng đầy ải linh hồn tội nghiệp của đứa con gái đã chết. Đúng là chẳng có ai cao quý hơn ai. Hai người đừng lo, tôi sẽ giấu kín chuyện này không cho ai biết. Chỉ cần xong chuyện, hai người đáp ứng những gì đã hứa với tôi là được. Bây giờ lý do tại sao thầy Mo lại chấp nhận là một buổi lễ ác liệt thì mới rõ. Nếu là thầy Mo bình thường sẽ không đánh đổi công danh và công đức để làm lễ tà ác như vậy. Nhưng thầy Bo này đã được ông bà Thông Đào hứa trả cho hơn nửa số sính lễ của cô Đào làm tiền công, cho nên gật đầu. Đúng là trước tiền tài thì những người tưởng chừng như thanh cao nhất cũng phải cúi đầu. Ông bà có đem theo đứa bé như tôi dặn không? Dạ thưa có, đây là đứa bé chúng tôi mua được của một gia đình làng bên. Nhà ấy lỡ đẻ nhiều quá mà toàn là con gái nên chúng tôi mới mua được giá rẻ. Được rồi, ông bà làm tốt lắm. Nếu không có một đứa trẻ mới sinh để thu hút, chắc chắn chẳng thể dụ dỗ cô Đào vào tà trận này. Hóa ra cái giá cho nghi lễ này còn nhiều hơn là oan hồn của cô Đào. Để dẫn dụ được cô Đào tới, họ thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của một đứa bé vô tội. Thật ra thầy Mo cũng giấu ông bà Thông Đào một chuyện. Nghi lễ tà ác cỡ này thì chắc chắn người thực hiện sẽ phải chịu nghiệp nặng. Thế nên quả báo về sau dành cho ông bà Thông Đào không thể tránh khỏi. Nhưng họ hiện tại không biết điều đó, cho nên vẫn tin rằng thầy Mo có thể giúp họ thoát khỏi cô Đào chỉ với một nửa số sính lễ. Khi tôi ra dấu, ông bà hãy đặt đứa trẻ vào trong vòng trắng này, sau đó cầm con dao này đâm vào tim của nó, nhớ nhét vải vào mồm của nó để không ai nghe tiếng kêu. Những chuyện sau đó cứ để tôi lo là được. Thầy Mo rất xảo quyệt. Ông ta lừa ông bà Đào giết chết đứa bé để ông ta không phải dính nghiệp quả của việc giết người. Ông bà Thông Đào vô tri nên rất nghe lời. Dù có một chút sợ hãi nhưng họ vẫn xuống tay với đứa trẻ tội nghiệp. Đứa bé trông vàng vọt gầy gòm, đáng thương như thể bị bỏ đói lâu ngày, không biết rằng nó sắp phải đối mặt với tử thần. Vẫn nhìn ông Thông Đào đang bế mình bằng ánh mắt lấp lánh, chắc nó nghĩ rằng người này sẽ dù lòng thương mà nuôi nấng cho nó cái ăn cái mặc để không bị đói. Khoảnh khắc con dao đâm vào tim của đứa bé, nó chưa kịp ré lên thì đã bị ông Thông Đào đã nhét vải vào miệng. Nó co giật một lúc, sắc mặt tím tái và dần không còn phát ra tiếng động được nữa. Máu từ tim đứa bé loang lổ ra sàn nhà, thấm ướt quần áo của nó. Trông không khác gì búp bê thấm máu. Bà Thông Đào thấy cảnh này vội vàng chạy ra ngoài nôn khan một trận. Được rồi, ông tránh ra đằng sau, tôi bắt đầu bây giờ. Nói đoạn thầy Mo dùng bùa chú viết chữ xảo dán khắp người của đứa bé. Những lá bùa cũng mau chóng bị thấm đỏ của máu.
Ông ta lúc này liền hét lên: Sao sao sao, con gái nhà Thông Đào làng Bát Đa, lẽ nhà Thống Lý làng Bát Đa, mau hiện hình tại đây, nếu không ta sẽ giết chết con của người. Ông ta vừa dứt lời thì bóng trắng đất xuất hiện bên trong vòng tròn. Nó nhìn chằm chằm vào đứa bé rồi bắt đầu run rẩy khóc. Có lẽ oan hồn của Đào đang nhớ đứa con đã mất, hoặc giả như là cô ta tưởng đó là con của mình, cho nên trông nó khổ sở như vậy, như là bị ai đó xẻo mất tim gan. Từng hàng lệ lăn dài trên má. Nó vươn tay muốn ôm lấy đứa bé vào lòng. Nhưng đúng lúc ấy thể mo tiến vào vòng tròn, cắm nghiến cây kiếm gỗ lên người bóng trắng với tốc độ kinh ngạc. Bóng trắng trợn to mắt nhìn về ông ta như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Nhân lúc oan hồn còn đang ngây người thì ông ta dán mạnh một đạo bùa chú lên vị trí con tim trên ngực trái của nó, rồi nhanh chóng đọc to chú ngữ mà ông Thông Đào không hiểu. Nhưng những điều xảy ra sau đó thì ông Thông Đào có thể thấy bằng mắt thường. Oan hồn cô Đào dần nhạt đi, trở nên trong suốt và biến mất. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, nó vẫn còn nhìn thầy Mo bằng một ánh mắt không thể tin được. Ánh mắt ám mạnh mà chắc hẳn ông ta không thể quên được cho đến cuối đời của mình. Con búp bê vải mà ông Thông Đào cầm trong tay bỗng run lên một cái. Ông ta cảm nhận được có một thứ gì đó khác thường, như thể con búp bê bây giờ đã có sinh khí. Xong rồi ông Thông Đào à, thầy đã phong ấn oan hồn con gái của ông vào con búp bê này. Ông về nhà dán những lá bùa này trên cánh cửa phòng cô Đào, để con búp bê trên giường cô ta 7 ngày, rồi hãy làm một ngôi mộ tử tế, chôn con búp bê cùng xác đứa bé này. Chỉ 7 ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, và ông có thể kê cao gối mà ngủ ngon. Cảm ơn thầy nhiều lắm, chúng tôi sẽ làm theo lời của thầy. Sau 7 ngày tôi sẽ đích thân đem số tiền như đã hứa đến biếu thầy. Được rồi, nhớ là 7 ngày sau đấy. Bây giờ thì ông về đi, và ông có vẻ sợ hãi lắm đó. Ông Thông Đào chào thầy Mo rồi ra về. Trên đường ông ta cằn nhằn vợ mãi vì không được tích sự gì, và sai bà ta làm đúng những gì thầy Mo dặn. Dọa rằng nếu không làm đúng ông ta đuổi bà ta ra khỏi nhà. Mẹ cô Đào sợ quá đành phải một phép nghe theo. Về đến nhà, ông bà thấy đứa con trai quý báu có vẻ tỉnh táo như trước thì mừng lắm. Tấm tắc khen thầy Mo cao tay, như đã quên hết những chuyện mà bản thân vừa làm. Bà Thông Đào vội đem con búp bê rơm vùi trong đống chăn màn trên giường cô Đào, rồi cứ như vậy để qua 7 ngày. Họ đắp cho cô và đứa bé xấu số một ngôi mộ trong bãi tha ma của làng Bát Đa. Ngôi mộ không để tên cũng không có bia, mà chỉ có một đồn đất nhô lên ở tít tận góc xa lánh. Nếu như không để ý sẽ chẳng ai biết được rằng đó có một ngôi mộ tồn tại. Sau khi lo liệu xong chuyện ở nghĩa địa, ông Thông Đào vội mang số bạc và tiền ông đã hứa đến chỗ thầy. Hai bên đều đạt được mục đích cho nên hoan hỉ đánh chén để ăn mừng thắng lợi. Cùng lúc ấy ngôi mộ không hề để tên kia nứt ra một đường, và vết nứt cứ như vậy lan rộng cho đến khi phủ kín đồn đất ấy. Có vẻ tất cả mọi người đều quên rằng còn sót lại một người duy nhất chưa bị oan hồn của Đào trả thù. Người đã gây ra những tội lỗi không thể tha thứ là anh Tào vẫn còn sống khỏe mạnh mà không hề biết chuyện sắp xảy ra với bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.